khách sạn Nữ hoàng 6 giờ bạn đặt theo tên tôi hẹn cô đó nha đừng đi xe hôm trước tôi đã được xem một bức ảnh bức ảnh của tôi à dạ tôi thấy ở trong phòng của bà bức ảnh đen trắng cũ đó là hình lúc bà trẻ hả ừ <laughs> Bà chụp tấm ảnh đó lúc nào? <laughs> quá đẹp cái đúng không? <laughs> lúc đó tôi còn trẻ. Hồi trẻ. Bà có nhớ ai đã chụp cho bà hay không? Cô muốn biết thật à? Vì thấy bức ảnh đẹp quá. Trong bà lúc đó đúng là một bông hoa rực rỡ. Một người bạn không phải bạn trai mẹ chứ. Mẹ làm gì có bạn trai nào mà con hỏi vậy chứ. À, mau ăn đi. Tối nay cô bận rồi hả? Phải rồi. Sao vậy? Ừ, thì tự nhiên con thèm ăn tôm hấp ở khách sạn nữ hoàng quá à. Ngày mai... À, để cuối tuần đi. Hay là để sang tuần sau ăn đi nha. <laughs> cô có thích ăn tôm hấp không? Đó là món gì vậy? Thì là tôm hấp. Cô chưa ăn sao Ừ oh, Các anh của cô không mời ăn bao giờ hả Tôi chưa có ăn Vì họ luôn bận rộn mà ừ. Chuyện này thật kỳ lạ ừ. Thích thật đó <laughs> Công việc bánh ngọt ở đây ừ. Lại đã cũng ngon hết <laughs> Mình phải làm gì để Nayan trở lại như trước đây đây tuần sau phải gặp mặt ngay cần gây chú ý với cô ta à, hôm nay tôi có chút quà muốn tặng cho cô cô nhận cho tôi vui nha tôi biết thu nhập hàng tháng của cô hơi thấp à, không sao đâu bà không phải ngại đâu mỗi tháng tôi sẽ tặng thêm cho cô một chút cứ cặp lấy đi Cảm ơn bà nha. Ừ, bà có tìm giúp tôi stylist chưa? Ừ. Tôi liên hệ được với lại ông Thay Minh rồi. Thật hả? trời, <laughs> Họ gọi anh ta là vua stylist đó con. Tại sao? Vì anh ta chỉ biết đến thời trang thôi. <laughs> không ngờ người này lại là stylist cho con gái bé nhỏ của tôi. <cười> <cười> Cô chưa có bạn trai đúng không? dạ chưa từng có luôn sao cũng có vài người bạn cô chưa từng yêu ai sao chưa chắc chắn thôi thì tôi muốn nghe kể đi mà khi nào tôi có đã mình đoán là cô ta đã từng có thai uhm, vậy mẹ có phải quay lại phòng tranh không chiều nay mẹ rảnh không cần tới đó con nên nhắn tin cho Sơn Chi nhiều hơn đi. Em gái của cậu hoa sĩ Sơn Trong đó đó. Tại sao chứ? Lẽ ra cô ấy phải nhắn tin cho con. Sao lại nhắn tin cho con chứ? Cô ấy đang mong chờ tin nhắn của con. Con là một ngôi sao truyền hình, còn cô ấy chỉ là nhân viên tập sự quen thôi. Nhưng mà dù sao thì cô ta cũng rất là kiêu ngạo đó mẹ. Cô ấy sẽ giúp con khôn ra hơn đó. Ba người tuổi con mà chơi được với nhau thì công việc sau này sẽ suôn sẻ. Ờ, à, cô có biết hoa sĩ giúp Sơn Trong không? À... Tôi có nghe nói. Đó là một họa sĩ có tiếng trong giới nghệ thuật. <laughs> Cậu ấy có một cô trợ lý khoảng chừng 25 tuổi, nhưng đã quá chồng rồi, chồng chết đó. Sao vậy? Anh ấy có thể tìm người khác mà. Nghe nói cô ấy là bạn của họ. <laughs> Chính bà đã khiến chị ấy. Phải như vậy. Chính là bà đó. Ăn đi. Ăn hết đi, tránh để lãng phí. À, xin lỗi. Dạ. À, cô ăn xong chưa? Ừ, dạ rồi. Cho tôi xin cái hộp. Dạ được. Ừ, hôm nay trời lạnh thiệt đó. Mẹ thì lại thích mùa đông hơn. Tại sao? Cảnh sát của mùa đông rất đẹp mà. Ừm cô về trước đi tôi ghé qua chỗ này với mẹ tôi chút ừ con ăn bánh rồi còn muốn ghé làm gì hả cô uống trà xong rồi thì bây giờ muốn đi vệ sinh <laughs> anh đã gia có ở đó không mẹ không có nó chưa tới không biết anh ấy còn làm khổ chúng ta tới bao giờ nữa tôi cảm ơn nha ờ à. hẹn gặp lại nha hờ à, dân, cháu có bánh này rất là ngon, cháu mời chú. À, cảm ơn cô nha, cảm ơn <laughs> một bảo quá. Cô đúng là không thể nào hiểu được gia gia à, các anh của cô ấy mua tặng áo hàng hiệu cho nhưng lại chưa đi ăn tôm hấp còn nói thiệt đó mẹ hiểu ý con uhm, mẹ đã đưa bao nhiêu vậy mẹ năm trăm ngàn luôn lần trước là ba trăm năm mươi ngàn lần này là năm trăm ngàn tất cả là tám trăm mươi ngàn rồi vì con thôi mà <laughs> nhưng mà mẹ định như thế nào tất cả chuyện này làm sao mẹ biết chứ à. Mà thôi. Hay là làm như trong phim đi mẹ. Thôi đi mà. À, chúng ta không có nhiều thời gian để thử thách người lạ đâu. Ừ, hay là con dở bài cũ khóc lóc ăn dạ. Ừ, mà không được. Lần này mẹ phải ra tay thôi, con mà làm lại bài cũ hả? Con sợ hư chuyện của chúng ta hết. À, làm như mẹ là diễn viên vậy, bỏ trò đó đi con. Mẹ chỉ cần nhắm mắt nằm im trên ghế sofa là có thể điều khiển cái da làm theo ý mẹ rồi đó. gì vậy con? À, con phải thay đồ ngay. mẹ giúp con gói mấy hộp quà này lại đi. Ờ. mẹ làm ngay nha, nhanh lên. cái gì vậy? đồ lót á? còn mua tặng ai hả? thì tặng cho mẹ với bà của anh trang. còn tới đó sao? dạ, để thăm trên xu. <laughs> nè ừ? chiều nay anh con với Hiệu U cung đang ở một mình với nhau đó hả thì sao chứ mẹ còn sao nữa trời ơi cái khóa này mẹ chị ấy cùng đi với con mà ờ à, vậy sao <laughs> chị ấy hẹn con đi rồi đấy nè đừng bao giờ để cho hai đứa nó ở một mình với nhau mẹ đừng có nghĩ lung tung nữa có được không mẹ trời ơi toàn nghĩ ra những ý tưởng bất thường không à hãy tốt với chị ấy một chút đi ê con thì biết <laughs> cái gì hả Trời ơi, thì người già cũng nên thông cảm cho người khác một chút chứ. Lấy cái này, chị mua để làm quà hả? Không phải, tôi mua cho con trai. <laughs> tôi tưởng là chị chưa có gia đình chứ. Phòng của tôi đã sạch sẽ rồi chứ. Dạ không có một hạt bụi, bà đã lau dọn rồi à? Là gia gia làm. Dạ À khoan đã Dạ thưa bà Cháu không có cần phải bế chân xô gì như vậy Làm việc sau cũng phải nghỉ ngơi chứ Dạ Giá à. <laughs> dạ mà Gia Gia gặp mặt cái cậu làm việc ở công ty ngôi sao bà kia Cậu ấy đúng là của hiếm đó mẹ à Mẹ biết chứ Nhưng mà hôn nhân không thể gượng ép Nó cũng phải tùy duyên nữa Gia Gia đúng là xinh đẹp lại còn thông minh nữa mà Vậy mà cuộc đời nó lại khổ như vậy Nhưng mà con bé vẫn tự tin Vui vẻ như không có chuyện gì hết Không nghe thấy nó kêu ca hay phàn nàn điều gì Con thấy thương và tội nghiệp nó lắm mẹ à Đúng vậy Con bé rất tự tin và vui vẻ nữa Dạ <laughs> Dạ dạ sao Dạ Mẹ đã kêu nó mời hiệu cung và bạn đó tới đây chơi Rồi thăm chân sâu luôn Dạ à. Anh có hình dung ra cảnh gia gia sẽ lấy chồng không? Anh nghĩ chưa? Con bé còn nhỏ quá trời à. Nếu như mà không có chúng ta thì nó biết làm gì chứ? Anh cũng hiểu con bé quá mà. Đúng không? Lần sau nếu như có nhắc nữa thì anh phải nói ngay lúc đó, cứ để 30 tuổi lấy chồng cũng được mà. Chúng ta chuyển ghi hình vào 10 giờ sáng nha. Ừ. có một món quà nhỏ tặng các chị vì đã vất giả với ờ, em nhưng mà nếu bà chủ biết thì em sẽ nói với bác ấy cho. Trời ơi chắc cô ấy trả công vì đã giúp chăm sóc thằng bé đó nhưng mà như vậy thì cũng hơi nhiều. <laughs> cái gì vậy ờ à, là quà để tặng cho bà đó mà còn chị là quà cho chân sô quần áo thôi em à, trời ơi đến rồi hả à, cháu chào bác à, chào các cháu nha đây là sơn chi bạn cháu ờ à, bác đã nghe nhiều về cháu rồi cháu rất là hân hạnh được gặp bác <laughs> thằng bé nó ở trong này nè chị vào trong chào bà đã Bà ơi! Đây là bạn cháu. Ừ. Dạ, cho phép cháu. Ờ, được chứ. <laughs> cháu là giúp Sơn Chi à? Được rồi, chào cháu. Ngồi xuống đi. <laughs> dạ hôm nay... cháu có món quà nhỏ này tặng bà nhân buổi đầu gặp mặt là đồ mặt ở nhà ôi, trời ơi không cần phải quà cáp đâu chỉ là chút quà nhỏ thôi bà không sao đâu người già thì phải cần giữ ấm cơ thể một chút cho nên cháu mới tặng bà cái này bà cảm ơn cháu <laughs> dạ không có gì đâu bà ôi trời ơi đẹp quá bà rất là thích ờ, nhưng mà nó đắt tiền lắm anh của cháu vẫn trả lương cho cháu rất là cao ơi thằng bé đáng yêu quá đúng không dạ cháu không biết nói gì hơn để tỏ lòng biết ơn của cháu ừ. chúng tôi luôn coi thằng bé như con cháu ở trong nhà thôi. Ừ. <cười> <cười> à. Trên xô à Cho em bé một chút nha chị à. Ồ. Oh. con ngoan ừ. Ồ. Ồ. Ừ. <laughs> à. Ngoan ngoan <laughs> ừ. Trên xô à, là cô đây nè Nó dậy rồi nè <laughs> Dễ thương quá Ờ <laughs> à. à. Chị ơi, chị thay đồ đi, đi gặp con trai của chị à, Tôi xin lỗi, Tự nhiên tôi lại khóc thế này. Ờ, em xin lỗi, em không cố ý đâu chị. Ờ, xin chào quý khách. Ờ, à, tôi muốn một bó hoa. <laughs> dạ. Một bó hoa thật đặc biệt. Dạ được. Cô có đặt bạn trước không? Có, tên là Chunayan. Mời đi lối này. anh đừng có làm như vậy trưa nay mẹ anh và chị a đã mời tôi đi ăn trưa rồi và còn cho tôi cả tiền nữa đó đi với tôi phải khác chứ. Anh chị có dùng bữa luôn không? Dừng. Dạ. Hôm nay, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo, không một giọt rượu. Nhưng đó không phải là vấn đề chính, vì hôm nay tôi vẫn còn lân lân trên mây. Từ hôm đó tới giờ, anh vẫn chưa tỉnh hẳn nữa hay sao? Cô cũng say à? Tất nhiên rồi, tôi vẫn sai. Hồi đi học tôi đã gặp trường hợp Sinh viên Mỹ không uống nhiều rượu nhưng mà không tỉnh táo. Anh ta nghiện ma túy có phải không? Tôi xem trên phim thì là như vậy. Chắc anh không như vậy chứ? Không, chỉ thử một lần thôi đã nghiện ngay. Hoàn toàn kính tiếng, họ vẫn nói vậy đó. Cô không thích như vậy à? Chắc anh cũng không muốn bị như vậy mà. Cô không thích vậy thật sao? Sao vậy? đừng đùa tôi nữa có gì cứ việc nói ra nghe một chuyện cười anh có thể cười được ngay hay không thì cũng tùy chuyện nữa chứ <cười> <cười> xem nó có đáng cười hay không tối qua anh mua ôm đã nhìn thấy chúng ta đi cùng với nhau cậu ấy có hỏi lý do không có tôi đã phải tìm lý do để nói tránh đi Cô dùng gì cứ gì gọi đi Ăn cá nha Anh muốn nói gì cứ nói đi tôi nghe đây nè Hãy nói ra suy nghĩ thật của anh Tuyệt đối đừng giấu giếm tôi chuyện gì nha Giấu cô để làm gì chứ Cô nghĩ tôi hay che giấu tình cảm à Cô nghĩ tôi luôn là kẻ thất bại à Bạn tính của tôi là hay nghi ngờ tất cả mà Cô thường nói chuyện gì cũng có cách giải quyết Không có gì phải dội hết Hết cách này thì mình sẽ bày cách khác thôi. Tôi cũng tự cảm nhận được. Tình cảm của con người như dòng nước trôi đi. Đi rồi không thể dừng lại, cô cũng cảm nhận được mà. Tôi luôn đổ theo dòng nước của cô, và càng ngày tôi càng chìm sâu trong đó. nhưng anh không biết về tôi gì hết á. Thật ra thì tôi đang muốn nghe cô kể đây. Cô không thể kể chuyện của mình cho tôi nghe được à. Anh định nói gì cho cả nhà của anh biết đi. Sự thật. Cứ như trong phim ảnh, mặc kệ kết quả sao? Cô sợ rồi à. Mẹ của anh sẽ không chấp nhận đâu. Tôi sẽ nghe tất cả những lời trách mắng. Còn ba của anh nữa. Ba mẹ tôi rất yêu thương nhau. có thể họ sẽ sốc nhưng thời gian trôi qua sẽ dần xoa dịu họ tôi có cảm giác chúng ta sinh ra là để dành cho nhau tôi đã từng cảm thấy rất mệt mỏi về cuộc sống thậm chí rất đau khổ và thực sự thấy cô đơn cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt vô cùng Nhưng tới khi gặp cô, tôi cảm thấy thật yên bình và hạnh phúc biết bao. Nếu như cô cho phép, tôi sẽ cúi gặp người cầu xin cô. Chứ tôi không hề dám ép buộc cô. Cúi đầu trước tôi cũng không giải quyết được gì hết. Không phải như vậy, chính anh vừa đó rồi còn gì nữa. Lúc nào anh cũng đưa ra vấn đề của mình đó. Chuyện này khác hoàn toàn Là sao? Có gì khác đâu chứ Tôi không hề cố ý Ép buộc cô mỗi ngày phải chú ý tới tôi nhiều hơn Tôi không hề muốn cô Vì nể nang mà theo ý tôi Anh mời đi chơi tôi cũng đi Anh mời đi ăn chúng ta cũng đi ăn Anh đề nghị đi dạo thì đi dạo Những cái đó là gì chứ Không phải là ép buộc hay sao Anh đề nghị tôi chuyện gì Tôi có bao giờ nói không hay không tôi là một người hay tự ti tôi rất cần một người đàn ông thật sự luôn ở bên cạnh để tôi thêm tự tin nếu như anh không thể làm được điều đó xin hãy uống hết ly rượu và đi đi tôi biết rồi tôi sẽ luôn bên cạnh em tôi sẽ không bao giờ đầu hàng chuyện này là tình cảm thật của tôi không phải trò đùa như em nghĩ chúng ta bên nhau và sẽ tính tới chuyện lâu dài tất nhiên bây giờ chúng ta còn tay trắng nhưng nếu như chúng ta quyết tâm chúng ta chắc chắn sẽ có thể vượt qua hết tất cả mọi chuyện khó khăn nhất trên đời này chúng ta sẽ có tất cả và đó cũng chính là điều mà tôi vẫn luôn mong muốn tôi không biết nói sao về chuyện này anh chưa hiểu về tôi đâu vậy nên anh có dám chắc tôi là người thích hợp hay không ừ có người thích kiểu này còn có người thích kiểu kia tùy theo sở thích của mình mà mỗi người tự chọn một thứ riêng nhưng hai chúng ta là hai người hoàn toàn xa lạ kia mà nhưng chúng ta là những người có tình cảm chúng ta đều hiểu chuyện mà không dễ dàng tìm được tình yêu của mình đâu có người đã đi tìm mãi mà cũng không thấy một nửa của mình có người thì không suy nghĩ kỹ đã mắc sai lầm tôi thật may mắn vì đã tìm thấy em ở đây lúc này thật may khi nào tôi có thể đến nhà của em để ra mắt tất cả mọi người trong nhà tôi đang rất háo hức nhà em thì đã sẵn sàng rồi vậy là chỉ còn nhà tôi thôi cứ để tôi lo cho mẹ tôi là một người cứng rắn nhưng thật ra cũng rất dễ mềm lòng người mẹ luôn yêu thương các con mà phải không không đâu nếu những ký ức vẫn còn cứ như vậy đi thế nào bánh ngọt thì tương đối ngon còn thịt bít tết cũng không tệ ha tan chảy trong miệng luôn chúng ta hãy cùng nâng ly đi anh khá hơn những gì mà em nghĩ đó mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp vậy à <laughs> nhiều đó ờ, <laughs> oh, vậy xem tay cho anh đi. Anh là người biết suy nghĩ. Sao em biết? Đường chỉ tay chỉ rõ nè. Cái này, nó là tình cảm sâu nặng. Đây là đường tình cảm kéo dài. Ừ. Uhm, anh hay gặp Mai. Nhìn đi, rất rõ luôn nè về đường công danh sự nghiệp của anh sau này sẽ rất tốt luôn đó được rồi vậy coi như anh vẫn còn đang mang nợ em em ra giá đi sao vậy là tiền công xem bói đó bao nhiêu ăn đi <laughs> bây giờ để anh phục vụ em nha ăn như vậy thì mới ngon nhất thấy sao anh nói đúng chứ đúng là ngon đó <laughs> cả ngày hôm nay mình ở nhà làm gì em chỉ ngồi đó và nghĩ đến mình mà thôi <laughs> trời ơi thôi đi <laughs> <laughs> em à, chúng ta gặp nhau ở đâu vậy? À, khoảng một giờ nữa là anh xong việc rồi. Anh biết quán bánh sô sê không? À, anh biết. Đối diện quán có một quán cà phê. Anh biết rồi. Dạ. Ừ. Anh đã chính thức chia tay với mi son chưa? Cô ấy đang ở New Delhi nếu như mẹ của anh không chịu nói thì anh cũng sẽ trực tiếp nói với cô ấy mẹ anh mất khi anh mới sáu tuổi hả ừ sau đó làm sao ba và mẹ kế của anh gặp nhau ba và mẹ kế cùng làm việc trong bệnh viện mẹ kế là y tá đó họ cùng làm việc chung từ khi mẹ anh còn sống sao Ừ. Bà ấy đã chờ ba của anh hả? Có lẽ là như vậy. Anh nhớ kỹ lại xem. Lúc đó anh không nhớ nhiều, hình như... Là mẹ của anh bị đau tim. Em không hiểu cho lắm. Có phải họ đã có tình cảm từ khi mẹ của anh còn sống hay không vậy? <laughs> Cũng rất có thể là như vậy. Em nhớ mẹ của bạn em đã từng nói phụ nữ họ nhạy cảm chuyện ngoại tình của chồng lắm chắc mẹ anh đã biết điều gì đó <laughs> nếu như mà chính mắt bà ấy chứng kiến thì tội nghiệp lắm